Tôi mới có cái dịp cùng thờ phượng Chúa chung với anh chị em ở tại đây. Cảm ơn Chúa vì những cái bài thánh ca rất là quen thuộc. Có một cái đặc biệt mà hội thánh còn giữ, đó là cái giờ để chúng ta nghe tiếng phán của Chúa. Rất rất nhiều hội thánh mỗi tuần ăn tứ ngày hôm nay dường như cái này nó hết rồi, người ta không có còn giữ nữa. Xin Chúa cho anh em phát triển và mỗi một ngày sâu nhiệm hơn. Mỗi một ngày sâu nhiệm hơn, nhạy hơn với cái sự dẫn dắt của Chúa. Cảm ơn Chúa. Thưa anh, mới có lên giọng rồi nghe. Xin phép mục sư cho cái phần này ra trước chút đi, cho nó không có gần cái lo, cho nó anh muốn với tín đồ nghe cũng rõ hơn. Ok à. Em chỉnh lại cái dùm. Xin lỗi, bởi vì tôi có giám đốc truyền thông đi theo cho nên nhiều khi cũng hơi vâng. Cảm ơn Chúa. Tôi gặp lại những cái gương mặt rất là thân quen, mà phải nói thật là 20 hay mấy năm giờ, thành ra là cái tên nhiều khi tôi mới nhớ hết, cho nên là tôi gật đầu, tôi chào, tôi cười, nhưng mà chưa chắc là tôi đã nhớ tên đâu. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được Chúa chọn là không phải chỉ để được phước, mà còn là để trở thành nguồn phước cho muôn dân trên đất nữa. Anh xem, chúng ta không chỉ là được Chúa chọn để hưởng thụ, mà chúng ta còn được Chúa chọn để phục vụ nữa. Chúng ta không chỉ được Chúa chọn để nhận, mà còn là để ban cho nữa. Nói đến ban cho là chắc nhiều người dưới đó nghĩ ông mục sư ông chuẩn bị nói tới vụ sèn nè, nhưng mà sèn không phải là tất cả đâu anh chị em. Tôi là quý vị còn có nhiều thứ khác chúng ta có thể ban cho, chúng ta có thể giúp đỡ người khác nữa. Và thực sự mà nói đó, có rất là nhiều thứ khác mà Chúa đã trao phó cho tôi và anh em và ấn định cho tôi và anh em để ban cho. Thì sáng hôm nay tôi sẽ cùng với quý vị học với nhau về cái cách sống ban cho, sống phục vụ chứ không phải là sống hưởng thụ. Sống cho ra sống á, gọi là sống cho đáng sống á, thật sự sống á, ở trong cái thời kỳ cuối cùng này. Xin anh chị em cùng nhìn lên màn hình đi cho nó nhanh. Chúng ta cùng xem hai cái câu kinh thánh nền tảng cho cái sứ điệp sáng hôm nay. Tôi sử dụng cái bản hiệu đính, trong khi tôi biết hội thánh thì chúng ta vẫn còn dùng bản truyền thống đúng không nè. Tôi đọc và anh em có thể dò theo ở trên màn hình. Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau. Trong bản dịch cũ của anh chị em là giúp nhau á. Như người quản lý trung tính khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau. Nếu có ai giảng luận thì hãy giảng như rao truyền lời của Đức Chúa Trời. Nếu có ai phục vụ thì hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho, để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Amen. Có ba điều mà tôi và anh chị em có thể học được qua hai cái câu kinh thánh này về cái đời sống phục vụ hay là đời sống ban cho. Tôi chọn cái tựa đề cho sứ điệp sáng hôm nay, đó là cho đi là sống. Sống thật đó là phải cho. Nên điều thứ nhất mà tôi và anh em sẽ học, đó là cái ân tứ Chúa cho là để phục vụ người khác. Ân tứ Chúa cho là để phục vụ người khác. Cái câu đầu tiên là mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau. Cái chữ ân tứ hay là trong bản dịch cũ dịch là ơn đó anh chị em, trong nguyên văn là charisma. Đây là cái khả năng siêu nhiên. Hẳn nhiên là mọi cái gì Chúa cho mình đều là ơn cả. Mọi cái gì Chúa cho mình đều là ân tứ cả. Nhưng mà sứ đồ Phêrô đang nói ở đây là đang nói về cái khả năng siêu nhiên. Kinh Thánh không bảo tôi và anh em là nếu ai trong anh em có ân tứ thì hãy đem ra mà phục vụ. Không, Kinh Thánh không có nói là nếu ai trong anh chị em có ân tứ thì hãy đem ra mà giúp nhau. Không, Kinh Thánh không nói vậy. Kinh Thánh nói sao? Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là mỗi một người trong chúng ta đều có ơn. Mỗi một người trong quý vị đều có một cái ơn, ít nhất là một ơn. Và ai nấy đều đã nhận được rồi. Nhớ nha, mỗi người là ít nhiều gì cũng có rồi à nghe. Tức là cũng có dấu lận lưng rồi đó. Và ai nấy cũng đều đã nhận rồi. Chứ chưa hẳn phải là chưa nhận đâu. Đừng ngờ ngồi đó rồi. Một xưa, ước gì một ngày nha, mà em được cái ơn. Nhận rồi. Khi nào? Không phải vừa khi mình chào đầu, mà vừa khi mình sinh lại trong Christ Jesus anh chị. Vừa khi tôi và anh em
thật lòng tiếp nhận Đức Giêsu làm cứu Chúa và trở thành là con cái của Đức Chúa Trời ấy, thì tôi và anh em đã được Chúa cài đặt sẵn những cái ơn cần thiết. Chúng ta xem cái phần Kinh Thánh mà nó tương ứng ở trong Roma đoạn 12 câu 6 đến câu số 8. Chúng ta có các ân tứ khác nhau tùy theo ân điển Chúa ban. Người được ân tứ nói tiên tri hãy nói theo lượng đức tin. Người được ân tứ phục vụ hãy phục vụ. Người được ân tứ dạy dỗ hãy dạy dỗ. Người được ân tứ khích lệ hãy khích lệ. Người được ân tứ ban phát hãy ban phát rộng rãi. Người được ân tứ lãnh đạo hãy siêng năng lãnh đạo. Người được ân tứ làm việc từ thiện hãy vui vẻ mà làm. Nói một cách hình ảnh là gì anh xem? Nói một cách hình ảnh là mỗi một người trong chúng ta đã được cài đặt sẵn một cái app hay là một cái chương trình nào đó. Khi tôi và quý vị sinh lại ở trong Đức Giêsu rồi, và cái app hay là cái chương trình đó đó, nó phù hợp với cái vị trí của tôi và anh chị em trong thân thể của Đấng Christ. Nhiều người ngày hôm nay vẫn cứ nói vậy, mục sư, tôi không có được ơn đó, tôi không có được ơn kia. Vâng vâng, có lý, có thể là đúng như vậy. Nhưng mà tôi nói với anh chị em là Chúa không có đòi hỏi anh chị em phải chịu trách nhiệm về những gì mà anh chị em không có. Chúa không có đòi hỏi anh chị em phải chịu trách nhiệm về những cái ơn mà anh em không có. Nhưng mà anh chị em phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về những cái ơn mà anh em đã có. Nhiều người nói, mục sư ơi, chắc là mấy đứa thanh niên nó còn trẻ thôi, chứ còn tụi tôi già hết rồi chắc không ơn gì đâu. Sao không? Anh chị em biết là tôi là chính tôi có một cái đội ngũ những người cầu thai tuyệt vời luôn. Anh em biết ai không? Những ông bà cụ già đó, ngủ ít mà. Không, mấy người đó mới là cầu thai. Cho nên hỏi các ông cụ bà cụ mà lớn tuổi ở đây nghĩ là mình không có làm gì được cho các thầy tới Chúa, mình không làm gì được cho hội thánh. Sao không? Có thể quý vị không là dân bắp tít thì ít nữa quý vị cũng có thể là Sachary và Elizabeth chứ. Amen. Không có cái cặp vợ chồng già đó làm sao có cái vị tiền hô mở đường cho Chúa cứu thế. Đừng nói mình không ơn nữa nghe. Nói vậy Chúa buồn nè nha. Mỗi một người trong chúng ta đều có ít nhất là một cái ơn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Chúa đã cài đặt cái khả năng A, B, C, D nào đó trong chúng ta. Để gì? Để tôi và anh em làm cái công việc mà Chúa dự định cho chúng ta từ trước buổi sáng thế. Nhưng vấn đề ngày hôm nay là gì anh xem? Vấn đề ngày hôm nay đó là nhiều khi tôi và anh em không có sử dụng cái ơn mà Chúa cho. Ở đây sứ đồ Phêrô nói là vì cái thời cuối cùng nó gần rồi, cho nên là hãy dùng cái ân tứ mà Chúa cho đó để phục vụ người khác. Nhưng mà nan đề của hội thánh Chúa ngày hôm nay là chúng ta không sử dụng. Chuyện rằng là có một cái tay chơi đàn violon á, cái đàn violon là cái loại mà để gác lên cái vai rồi e giống như đàn cò người ta ấy, chơi hay lắm. Và sau đó ông mới quyết định lòng tặng lại cho thành phố cái đàn này, vì cái đàn nó quý vô cùng, đắt tiền lắm, nhưng với điều kiện là không được sử dụng, tức là chỉ để lên chân thôi. Anh em biết kết cục cái gì không? Mọt ăn rơm. Đúng rồi, cái đàn quý thiệt, nhưng mà để chân á là cái đàn nó mau hư. Tôi không biết trong hội thánh mình có ai chơi đồ cổ không? Ấy tôi không có nói anh chị em đâu, nhưng mà tôi nói thật, cái người chơi đồ cổ là tốn hàng đống tiền luôn cho những cái thứ mà không bao giờ được sử dụng. Ngoài cái việc gì? Người ta tốn nó. Hết. Hàng mà không sử dụng nha anh chị em, kể cả cái nhà mà không có người ở, mau hư dữ lắm á. Cho nên nếu mà anh chị em nói vậy, mình không có ơn là cái đó là cái lý do không chính đáng rồi. Bây giờ mình phát hiện là ít gì mình cũng có được một ơn, một ân tứ đúng không? Thì phải xem, nhiều khi mình xuống cấp mau quá không phải vì mình không có gì, mà mình có gì mà không sử dụng á. Đây là cái tình trạng của người đầy tớ thứ ba trong cái ví dụ về nén bạc hay là ta lăng mà anh xem đã biết. Vâng, có những người không sử dụng những gì Chúa dành cho mình, nhưng mà có những người khác thì ở tình trạng là họ dùng sai mục đích anh xem. Cái mục đích mà Chúa ban cho tôi và anh chị em cái ân tứ hay là cái khả năng siêu nhiên là để chúng ta phục vụ người khác, tức là để gây dựng hội thánh Chúa, chứ không phải để nhằm phục vụ cho cá nhân của mình. Tôi và anh em đang sống trong một cái xã hội mà người ta chuộng cái hình thức bề ngoài hay là cái vụ tẹt đó là gì, là thích khoe mẽ. Thành ra
nhà cửa xe cổ đồng hồ quần áo nó không còn đơn thuần là những cái vật dụng trong sinh hoạt đời thường nữa, mà nó trở thành cái biểu tượng để làm gì, để chứng tỏ đẳng cấp, hay là nói theo cái những anh em miền Bắc là để giải quyết cái khẩu oai, tức là để đánh bóng tên tuổi thôi, chỉ để khoe thôi ha. Bởi vậy cho nên nó có cái đám đa cấp ấy. Nhưng mà kéo tới một cái showroom xe hơi ha, hết đứa này tới đứa khác chụp hình, mấy nhân viên bé tưởng đầu chặt bữa này trúng bánh rồi, có một đoàn vô, không phải, vô chỉ xin chụp hình xong mà đi, rồi sau đó nó đánh lên, nó mới làm 5 tháng mà bữa nay mau mua được cái xe này, đứa khác. Anh chị em ơi, những cái tài năng, những cái tài khéo mà Chúa ban cho tôi và anh em là không phải để khoe, cũng không phải để làm giá với Chúa nha, cũng không phải để làm khó với ông mục sư lãnh đạo đây nha, cũng không phải làm khó với những người lãnh đạo thân cận của mình theo kiểu là tôi không làm cho biết tài. Anh chị em ơi, những ân tứ mà Chúa ban cho tôi và anh chị em mà không thể chứng tỏ là tôi và anh em trưởng thành đâu. Ân tứ chứ không phải bông trái đâu mà trưởng thành. Nhiều khi tôi và anh em có một cái khả năng là đó, tự nhiên mình lên mặt ha, tự nhiên mình nghĩ mình là phải sao đó mình mới được như vậy chứ, chẳng ai giúp ai đâu sao. Ăn tứ mà phải bông trái đó. Cái mục đích của việc ban cho ăn tứ như tôi nói lúc nãy đó, đó là để tôi và anh em phục vụ người khác, để gây dựng hội thánh, chứ không có để nhằm phục vụ cho cá nhân mình. Ngày hôm nay đó, ngoài đời anh chị em thấy có những ca sĩ, có những nghệ sĩ, có những vận động viên đó, họ có những cái khả năng hơn người, đúng không ạ? Họ có những cái khả năng trời phú, nhưng mà đa số họ sử dụng những cái khả năng Chúa cho đó không phải nhằm phục vụ cộng đồng, mà để cho có lợi cho chính họ thôi. Họ dùng cái tiếng hát của họ, họ dùng cái nhan sắc của họ, họ dùng cái khả năng của họ để làm lợi cho chính họ. Có lợi không anh chị em? Lợi. Nhưng mà có tác dụng phụ à? Cũng học như vậy là cũng y như vậy đó anh chị em. Với các ân tứ thánh linh, các ân tứ thuộc linh mà tôi và anh em đã nhận, có thể tôi và anh em vẫn đang sử dụng những ân tứ đó, nhưng mà để làm lợi cho mình, chứ không phải làm lợi cho hội thánh của Chúa. Thành ra đó, chúng ta thấy trong hội thánh nó mới có cái tình trạng là phước hạnh thì có, nhưng mà có cộng đau buồn lẫn vào tác dụng phụ của anh xem. Ở trong cái câu số 7 đó, Chúa nói là sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Anh chị em ơi, hãy tỉnh thức về điều này. Bớt ích kỷ đi, bớt bon chen đi, hãy chịu khó lớn lên trưởng thành đi. Bởi vì cái dấu hiệu của sự trưởng thành là gì? Là khi tôi và anh em bắt đầu giúp đỡ người khác. Không kể là anh chị em quý vị tin Chúa bao lâu, nhưng mà nếu tôi và quý vị chỉ đến nhà thờ chỉ để được phước thôi, đến để nhận thôi, mình còn nhỏ lắm rồi nghe. Bất kể quý vị là có đảm nhận cái chức vụ trong hội thánh, mà nếu quý vị chỉ cho nghĩ cho riêng mình thôi là quý vị còn nhỏ lắm à nghe. Nhỏ lắm á. Cho nên hãy bắt đầu nghĩ tới người khác đi, hãy bắt đầu nghĩ tới cái cảnh giúp người khác, phục vụ người khác đi. Ai trong chúng ta cũng muốn là mình trở nên giống như Đấng Christ, đúng không? Đó là giống như con Đức Chúa Trời hầu cho con đó được làm con cả với vòng anh em. Anh em biết không? Chúa Giêsu đến thế gian này sống trong tinh thần ở trong Mác đoạn 10 câu 45. Vì con người đã đến không phải để được phục vụ. Bản dịch cũ là dịch là vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, mà bằng là để hầu việc người ta. Anh em ơi, tôi và anh em được Chúa cứu vào trong hội thánh không phải để được phục vụ, mà là để trở thành cái người phục vụ người khác. Vâng, có một cái giai đoạn tôi và anh em vừa sinh lại trong Chúa thì tôi và anh em nhờ người khác giúp đỡ mình, đúng không? Các thầy tới Chúa, anh em đi trước giúp đỡ mình. Nhưng mà rồi đến phiên mình thì sao? Hôm nay cứ ngồi cho nó mòn ghế thôi mà. Không được à nghe. Tôi nói với anh em điều này. Anh chị em đừng để phải người khác cái tiếp tục cái phục vụ mình hoài. Có người hỏi, tôi hỏi gì? Ôi vậy chứ anh tin Chúa lâu à? Dạ mới một sư. Bao lâu? Dạ mới 2 năm. Chàng ơi, 2 năm cũ mềm rồi chứ mới gì nữa á. 2 năm làm là cũng quá rồi. 2 năm mà cứ ngồi một chỗ đó là anh em biết gì không? Cái cây bonsai đó, có ai được cho cây cảnh không? Bonsai là nhìn nó đẹp đúng không? Cũng đắt tiền lắm nghe một sơ. Đúng rồi, nhưng mà anh em biết cái cây bình thường nó thẳng tắp vậy nè, nó cho bông cho trái, còn loại đó khác. Loại đó người ta cột, nó uống bẻ gãy, nhìn nó đẹp đúng không? Nhưng cây bình đó,
chiêm ăn không phải vậy. Vì tôi và anh em là cây Đức Giê-hô-va trồng để được vinh hiển. Chứ đâu có phải bẻ cong cong uống uống rồi chứ người ta vô. Wow. À. Không. Anh em ơi, hãy suy nghĩ được đó. Khi tôi và anh chị mà không chịu lớn á, là chúng ta không thể hưởng thừa kế được đâu. Trong Galatia đoạn 4 câu số 1 lời Chúa nói điều này. Tôi muốn nói rằng bao lâu người thừa kế còn thơ ấu, dù làm chủ toàn bộ tài sản thì cũng không khác gì một nô lệ. Cái sản nghiệp mà Đức Chúa Trời chuẩn bị cho anh em, mọi phần phước mà Chúa chuẩn bị cho anh chị em, Chúa là nó thuộc về anh chị em rồi đó. Nhưng anh em biết sao không? Nếu anh em không lớn lên được, cái phần đó nó vẫn chưa thuộc về anh chị em trên thực tế. Cái câu Kinh Thánh này là nói về dân Israel trong thời luật pháp, nhưng mà cái ý nghĩa, ví dụ như con, cái anh chị em chỉ có cái đứa mà nó thừa hưởng gia tài đó, con đứa một ra, nhưng mà nó còn trẻ con mãi như thế này, anh em dám vô khấu tài sản của anh em cho nó không? Cho nên có nhiều người cứ suốt ngày là Chúa ơi, Chúa nói là tin Chúa vàng là của Ngài, bạc là của Ngài, Chúa nó ô cơ. Cái nó, ủa sao mà sao thấy con cái lặng đặng hoài Chúa ấy? Muốn gieo lắm chứ, đâu có phải không muốn gieo dữ làm gì. Nhưng có mỗi tội, còn nhỏ quá mà. Anh chưa, hãy chịu khó lớn lên. Hãy chịu khó lớn lên. Hãy bắt đầu nghĩ tới người khác anh xem. Hãy bắt đầu dùng những cái gì mà Chúa giao cho anh xem, hãy đem giúp đỡ người khác đi. Bởi vì sao? Bởi vì ân tứ mà Chúa giao cho tôi anh em là để phục vụ người khác, chứ đừng có dùng sai mục đích. Điều thứ hai, ân tứ Chúa cho là cần phải được sử dụng với cái thái độ khiêm nhường. Ân tứ Chúa cho là cần phải được sử dụng với cái thái độ khiêm nhường. Câu đầu câu 11 nói như này: nếu có ai giảng luận thì hãy giảng như rao truyền lời của Đức Chúa Trời, nếu có ai phục vụ thì hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho. Ở đây có hai cái nhóm charisma, tức là có hai cái nhóm ơn hay là ân tứ mà được nêu ra. Thứ nhất là nói, đó là speaking. Thứ hai là phục vụ hay là service hay là ministering. Tiếng Việt mình nói service chắc dễ hiểu hơn đúng không? Nói thì nó có gồm có giảng này, nó có gồm dạy này, có khích lệ này, có khuyên bảo, nó chung là nó tư vấn á. Ngẫm xem anh em có cái khả năng đó không. Nhiều người nói em giảng không có được, mục sư không giảng được, nhưng mà nhiều người thích nghe mình đến, thường hay tìm đến mình để nghe mình khuyên dạy đúng không? Đó là ơn đó. Đó là không phải tự nhiên đâu, không phải tự nhiên đâu, đó là ơn đó. Rồi gì nữa, cái nhóm thứ hai là cái nhóm phục vụ. Phục vụ thì có lãnh đạo này, mình nghe tới chữ lãnh đạo mình nghe giờ trong hội thánh thì chỉ có một sư lãnh đạo thôi chứ không. Cái khả năng tổ chức nè, cái khả năng sắp xếp nè, lên kế hoạch nè, lập chương trình nè, đó nó nằm trong cái nhóm lãnh đạo đó. Bao nhiêu người trong anh chị em nói là mình không phải lãnh đạo gì, nhưng mà ví dụ như tổ chức đám cưới rồi giao cho ông liên, tự nhiên ông đâu đó ABCD gọn gọn quân à, còn mà giao cho đứa khác nó là một khâu rồi mình thấy rối rồi luôn, không biết đâu giải quyết. Anh em có cái khả năng đó mà, anh em hãy ngẫm xem. Rồi có số ai đó trong chúng ta có cái khả năng là cho, họ thích ban cho, kiểu gì kiểu họ cũng kiếm cái gì đó họ cũng cho. Nhưng có những người họ thích giúp đỡ, họ thích phục vụ. Anh chị em hãy kiểm tra xem anh chị em có ân tứ thuộc nhóm nào, rồi hãy đem ra giúp đời đi, hãy đem ra mà phục vụ, hãy đem ra mà gây dựng hội thánh. Mà hội thánh là ai anh chị em? Hội thánh là ai? Là vợ của anh em á, là chồng của chị em á, là cha mẹ, là con cái của anh chị em á. Rồi sau đó mình mới tính tới anh chị em đồng đạo, rồi sau đó mình mới tính tới các đầy tớ của Chúa, rồi rộng hơn là mới tính tới hội thánh chung của Chúa. Hãy bắt đầu từ nhà riêng của anh chị em, hãy bắt đầu từ cái hội thánh nhỏ nhất của anh chị em á. Hội thánh là từ đó ra chứ nào. Đừng có chơi cái kiểu mà việc nhà thì lố mà việc Chúa bắt sang nha. Chàng nào ta nói nó vô hội thánh là hầu việc Chúa là hết mình luôn, mà ở nhà là hết hầu. Ở nhà toàn bắt người khác phục vụ không hà. Bất giả tạo nha mấy anh chị em. Nó chẳng ơn một sư thì sao ông sáng sáng dữ vậy ta. Không mà thiệt gì nữa. Nhiều khi phải vô trong hội thánh là màu dữ lắm á. Phục vụ là tận tình luôn, mở nhà thôi giàu luôn. Hỡi các ông, hỡi các bà,
hỡi các bạn trẻ, hãy nhìn rất thật, hãy thay đổi cái lối sống đi. Bởi vì cái người thân của mình không phục vụ được, cái người thân trong nhà đó mình không giúp đỡ được, mình tốt sao? Xin Chúa cho tôi và anh chị em hãy thay đổi, bởi vì tôi và anh em là con của Đấng Amen. Hãy bắt đầu sống thật, bắt đầu từ cái hội thánh nhỏ nhất, là cái đơn vị nhỏ nhất của hội thánh là gia đình của chúng ta. Hãy đem những cái ơn mà Chúa cho anh chị em ra để phục vụ. Mà phục vụ như nào? Ở đây lời Chúa nó cũng đơn giản lắm. Hãy nói thì nói lời Chúa, phục vụ thì phục vụ bằng sức Chúa. Ủa, vậy quá ra mình đâu có gì đâu. Nói lời Chúa, phục vụ bằng sức Chúa, vậy có cái gì của mình đâu. Cái miệng hay cái tai tức là đại diện cho nói mới là phục vụ, cũng Chúa cho luôn mà. Vậy có gì đâu khoe. Hả? Ngày đụng chạm mày nghe. Chàng ơi tôi xưa giờ mình hay nói không có tôi cái nhà này tại hoài luôn ha. Không có tôi cha con chết đói nghe. Nhưng mà nghĩ lại, ủa vậy quá ra đâu có gì của mình đâu ta. Hội thánh Corinto năm xưa đó, hội thánh Corinto năm xưa đó anh chị em, họ cũng gặp cái cảnh này. Họ cứ khoe không à, đi đâu cũng phe à, tôi có ơn này tôi có ơn kia. Cái ông Phaolô nói trong Corinto nhất đoạn 4 câu 7 về đó anh chị em: bởi vì ai phân biệt ngươi với người khác, ngươi há có điều chi chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh thì sao còn khoe mình như là chẳng từng nhận lãnh? Đằng nào tôi anh chị em chẳng phải là những người thọ ơn Chúa. Mình không thọ này thì cũng cái khác thôi. Cái đâu khoe. Cái tôi và anh em lấy cái mà thế mạnh của mình á, mà so với thế yếu người khác rồi tự nhiên mình kêu gạo dữ lắm. Mà nếu mà mình lấy cái yếu của mình khoe cái mạnh của người ta á, tự nhiên mình tự ti hả? Tự ti, tự cao vẫn là kiêu ngạo đó. Khi tôi và anh em không nhận ra được rằng những gì mà tôi và anh em có đó, tức là những gì tôi và anh em sử dụng để nói, để phục vụ á, là tôi và anh em dễ làm cao, làm giá với người khác lắm anh chàng. Chúng ta làm cao với người khác, là ngay cả người thân của mình, ngay cả những lãnh đạo trong hội thánh, nhiều mục sư là khốn khổ về cái chuyện là có mấy anh trẻ trẻ nè, chú giấy lên liền, đánh đàn, lấy bữa. Nghĩ đề xuất cái gì đó mà mục sư mà không diễn nha. Đây biết dễ đụng chạm hay không? Tôi nói với anh em này, cách đây mấy ngày, mấy tuần gì đó, tôi có một cái em, đó là cặp vợ chồng tới thăm. Trước em đó, khi chúng tôi còn ở Việt Nam đó, chưa đi Mã Lai đó, thì em có sinh hoạt ở chỗ chúng tôi. Rồi bây giờ đó, là chú giấy em lên, em làm thư ký hội thánh, không phải thư ký hội thánh tư gia đâu. Anh em tưởng tượng. Và cái nhà của em là em dâng để làm cái nơi thờ phượng Chúa cho hội thánh, đó là nhà thờ đó anh chị. Và em có kể nè, mùa mưa đến rồi mà vợ chồng anh Liêm chắc ở đây biết, hoặc là những anh chị em nào mà xem qua online mà có cái nhà là nơi nhóm hội thánh biết. Ở nhà mình sắp xếp đâu đó rồi, mà mùa mưa nó đến mà xe thường để trong nhà chứ đâu phải được cái chỗ mà gỡ mà kia. Như hồi sáng tôi nói Chúa sắm sẵn xuống quá đó, nó dắt vô đây nó cày trét ra. Rồi khi anh em về đó mà đã dặn ra là phải như vậy, nhưng mà không phải ai cũng như vậy, đúng không? Nhưng mà anh nói nhiều lần con cũng buồn lắm thầy, cũng nghĩ cũng nhiều khi cũng bực bội lắm á, nhưng mà Chúa đặt để trong lòng con cái này nè. Bây giờ con chọn đi, giữa cái việc nhà có dơ với lại nhiều người sẽ đi nhóm đông thì con chọn cái gì? Nhiều khi tôi và anh em mâu thuẫn lắm. Một mặt là mình muốn người ta đông tới thiệt là đông nhóm mình đi kính luôn, là khác gì dài viết không, tôi không chịu nổi luôn. Gì ủa vậy làm sao? Có một đầy tớ Chúa mà chuyên về giải cứu đó, mà trong cái nhà thờ là coi như trải thảm không nha. Trong Việt Nam mình không chưa có cảnh này, hoặc là nhà thờ tôi biết mà chỗ khác là trải thảm. Mà thường giải cứu mà trúng cái bà đó bà ói à. Chàng ơi mình nó mạnh là quả lọ ế lên à. Thôi. Mùi đó là coi như không thể nào quên luôn á.
khi mà bão ấy mà nó tràn là cái thảm nó cứng luôn, cái nhiều người nó đầu bực. Chúa hỏi ông mục sư à, giữa cái việc cái thảm sạch với cái bà này quỷ còn ở trong đó, với cái việc là thảm dơ nhưng cái bà này phải được giải cứu thì chọn cái nào? Anh em ơi, nhiều khi tôi suy gặp chúng ta chẳng hơn gì những cái người mà sống ở cái vùng Gê-rê-sê trước cái cảnh người điên mà được Chúa giải cứu ra khỏi cái quỷ quân đội. Bởi vì họ nhìn thấy heo của họ chết hết, họ nói gì? Mời ông đi giùm tôi. Họ mời Chúa đi khỏi địa phận của họ. Bởi vì họ thấy gì? Chúa mà ở đó lâu, đúng là có nhiều người được giải cứu thiệt, nhưng mà tổn thất cũng hơi bị nhiều. Anh em ơi, nhiều khi tôi và anh em không còn tiếp tục hy sinh giống như ngày xưa nữa. Nhiều khi tôi và anh em không còn sẵn sàng để phục vụ Chúa một cách đơn thành giống như trước nữa. Hãy nhớ điều này anh chị em, những gì tôi và anh em đi ra mà gây dựng, hay dù là tôi đứng giảng đây, hay là anh em đi thăm viếng, chia sẻ, khích lệ hay tư vấn, Chúa nói gì? Hãy dùng lời của Chúa mà nói. Tức là Chúa đã cung ứng cái điều đó cho mình rồi. Rồi khi tôi và anh em phục vụ thì hãy dùng sức của Chúa. Nếu không, không có cái gì của mình hết á. Nếu tôi và anh em không có ý thức rằng là mọi phương tiện mà chúng ta dùng để làm việc, để phục vụ Chúa đó là do Chúa cung cấp ý, là mình sẽ để công dữ lắm rồi nha. Để công dữ lắm á. Anh em biết không? Ngày hôm nay á, nhiều khi tôi và anh em bắt đầu là không còn dấn thân giống như trước đây. Lúc mà mình trần thân trụi nha, mình nói Chúa còn hầu thì Chúa chết bỏ luôn. À, nhưng mà bây giờ đó, khi mà bắt đầu nó có chút đỉnh rồi đó ha, cái tự nhiên mình thấy gì? Mình không muốn hy sinh thêm nữa anh chị. Mình muốn gì? Chủ nhật đi nhóm vậy được à. Thêm một mấy tiếng hồ bữa nào đó cầu nguyện vậy đủ rồi. Hội thánh mà có kêu gọi thêm một vài cái điều, nó dạ, không được rồi. Có giờ bận lắm, bận ghét. Tức là nói thật sự mà nói là mình muốn phước thì mình muốn được thêm lên, nhưng mà cái sự ban ra đó mình muốn tới đó thôi hả? Thấy mâu thuẫn không? Xin Chúa cho tôi và anh chị em quý tôi tớ của Chúa chúng ta nhìn ra được vấn đề. Nhiều khi tôi và anh em khao khát hội thánh phải như này, phải như kia, phải như nọ, nhưng mà mình nhìn thấy là hội thánh ai là mình đã chứ ai? Nếu mà là như kia như nọ rồi ai lo? Anh em tưởng tượng đi, dù bây giờ tôi biết là hội thánh nào cũng khao khát, xin Chúa cho thêm nhiều người được cứu đúng không? Không cần nhiều đâu. Cái buổi nhóm này, 10 người được cứu một lần, từ 10 người tin Chúa là 10. À, ai chăm? Mục sư hỏi là ông bình mục sư chứ ai? Ông gặm tiền chứ ai? Mấy nhân sự chứ ai? Rồi thêm 10 người nữa tuần sau nữa sao? Nhưng 10 người nữa sao? À ha. Ủa vậy? À vậy thôi. Đó là lý do mà Chúa không mạo hiểm đẩy người ta vô cho chết hả? Ai đi thăm? Ai gây dựng? Ai khích lệ? Ai dâng hiến? Ai cầu thai? Cho nên nhiều khi tôi và anh em mâu thuẫn với chính mình. Khi tôi và anh em dừng lại đó thì nó có nhiều cái lý do mà mình không cần dấn thân như trước đây nữa. Tôi nhớ khi mà chúng tôi mới khởi đầu hầu việc Chúa đó, thì chúng tôi ở nhà thuê. Thật sự bây giờ tụi tôi vẫn còn ở nhà thuê, nhưng mà khi đó đó thì tôi cậy ơn Chúa là cũng thuê nhà cho một số anh em nhân sự ở đó. Tháng có 300.000 chứ mà hầu nó lớn lắm, chín rồi đó, lớn. Nhưng mà anh em biết không, tôi sẵn sàng vui vẻ trả tiền đi nha. Mình nói gì chưa, còn dành gì chưa, mấy cái này dành gì chưa. Nhưng mà đứa nào mà nghe lời tôi nha, chứ cái không nghe lời tôi là trong lòng mình thôi. Nhớ nha, tháng tới được cái hào ông cho tiền nhà đấy. Cái chưa hỏi, ủa con nói con dành tiền đó là cho ai? Thì cho chục hết chứ cho ai? Hỏi hai. Ủa mà sao cho Chúa mà cho ta mà sao cứ kiểm soát người ta hoài? Nhiều khi Chúa cho phép có những cái sự vô ơn nó xảy ra. Có nhiều khi Chúa cho phép những cái đòi hỏi quá quắt đối với chúng ta nó xảy ra. Và tôi và anh em
chưa thoát được cái lối ích kỷ của mình, cái mình bắt đầu gì, mình ấm áp với tư tưởng gì? Nghỉ chơi. Anh em ơi, bao nhiêu người trong anh chị em đang ấm áp với tư tưởng nghỉ chơi, hoặc là đã lâu rồi anh em nghỉ chơi, không còn phục vụ Chúa nữa, không còn giúp đỡ anh chị em đồng đạo trong hội thánh nữa, vì mình bị vô ơn hay là vì mình bị thay đổi đòi hỏi quá quá. Sáng nay Chúa cậy, Chúa sai tôi đến đây để nói với anh chị em là tôi và anh chị em chỉ là người quản lý của Chúa thôi, chứ không phải chủ, không phải Chúa của người ta đâu. Tỉnh lại đi anh chị em. Mỗi một chúng ta đó, mỗi một chúng ta nha, là người làm công trong vườn nho của Đức Chúa Trời, là hội thánh của Chúa. Mỗi một chúng ta chứ không phải chỉ có, chẳng có chỉ có vợ chồng tôi với vợ chồng ông mục sư quản nhiệm đây đâu nha. Chúa chọn tôi và anh chị em, chọn bởi ân điển á. Chọn bởi ân điển là sao anh chị em? Là mình không có xứng đáng. Nhiều khi mình nghĩ Chúa, nhiều khi nghĩ Chúa cũng không thiệt á, Chúa chọn mình ghê. Mình cái gì đây mình, nhiều khi mình nghĩ là Chúa chọn mình thì chắc mình cũng phải như thế nào Chúa mới chọn. Tôi thường hay nói với các học trò tôi, hội thánh tôi, chúng tôi rất là mới cho nên toàn là trẻ không. Thầy trò mình chỉ có xứng một chuyện thôi. Hỏi thôi chuyện gì thầy? Xuống nằm hết dưới hồ lửa kìa à. Chú chọn tôi và anh chị em bởi ân điển của Chúa, tức là mình không xứng đáng để được chọn. Chú chọn để làm gì? Không phải để chơi à nghe. Chú chọn để làm gì cho chủ? Không phải để làm cho mình. Việc gì? Phục vụ người khác. Lấy gì phục vụ? Lấy những gì mà Chúa đã giao cho mình để phục vụ đấy. Câu hỏi sáng hôm nay là anh chị em đã đang có đang sử dụng những gì mà Chúa cho anh chị em để gây dựng hội thánh của Chúa không? Chúa hãy là hội thánh địa phương này, và sau đó là hội thánh Chúa chung. Nó cái hình ảnh là gì? Những gì mà anh chị em đã nhận được từ người Chúa đó, giống như tôi dùng hình ảnh giống như cái món ăn vậy đó. Anh em có một cái món này, anh em có sẵn sàng đem ra mời người ta ăn không? Anh em có sẵn sàng đem ra đãi hội thánh không? Và anh chị em có vui vẻ để làm chuyện đó không? Giống như người đãi thì đãi, nhưng mà trong lòng buồn dữ lắm, tiếc. Nếu mà câu trả lời của anh chị em là không, mình không có đang sẵn lòng dùng những gì Chúa giao để phục vụ, để giúp đỡ, để chăm sóc người khác, thì tôi nói với anh chị em là anh chị em đang ở trong cái tình trạng sai không hề nhẹ rồi đó nghe. Sai không nhẹ đâu. Ở cái chỗ này tôi muốn nói thêm một cái chỗ là ai phục vụ hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho đó. Thì ngày hôm nay đó tôi thấy có nhiều anh chị em trước đây đã từng phục vụ phụng sự Chúa, nhưng bây giờ mình kiệt sức rồi, bỏ cuộc. Tôi gặp nhiều lắm, tôi gặp nhiều người lắm vẫn còn đứng đó. Tất nhiên là cảm ơn Chúa là nó chưa vô cái đi hầu việc chùa thôi, nhưng mà hầu Chúa hãy rồi vẫn còn. Anh em ơi, Chúa kêu gọi tôi anh em là phục vụ Chúa bằng sức Chúa, tức là làm công việc Chúa đó là bằng cái khả năng siêu nhiên, bằng sức thiên của Chúa. Chứ nếu tôi và anh em mà dùng cái khả năng tự nhiên nghe, cách gì làm nổi đâu. Tôi đơn cử chuyện đơn giản nhất nè, cái chuyện đơn giản nhất là đọc kinh thánh với cầu nguyện thôi. Nếu anh em dùng cái khả năng tự nhiên của anh em mà cầu, mà đọc kinh thánh mỗi ngày với lại là cầu nguyện mỗi ngày, năm bữa nửa tháng cũng bỏ à. Cái lý do mà quá nhiều người trong chúng ta rồi cái không có trung tính cầu nguyện, không có trung tính đọc kinh thánh, là anh em biết mình đang dùng cái khả năng tự nhiên của mình để mình làm đó. Mà mình nghĩ là mình đang cậy sức tiền nó, mình đang dùng khả năng tự nhiên của mình, mình nói cái gì vậy, cái này mình đánh đấm quý chí dữ lắm ấy, mình lên kỷ luật kìa. Có những ông học trò tôi là có nhiều cái lịch đọc kinh thánh, 3 tháng đọc xong, đó là 90 ngày xong một quyển. Tức là một năm đọc 4 lần, có 1 năm đọc 3 lần, có 1 năm đọc 2 lần, có 1 năm đọc 1 lần. Có cái lần đó tôi đưa cái loại 1 năm đọc 1 lần, cái có anh nhân sự nữa, thầy cho con cái loại mà 5-4 lần luôn đi, nó mới đủ đồ của con thầy. Nghe ok, được khích lệ luôn. Tôi mà tới 1 tháng hỏi tới đâu con, dạ có cái nào khác không thầy, tức là có cái loại lịch nào khác không. Nếu tôi và anh em dùng cái khả năng tự nhiên của mình để làm công việc Chúa, tôi đảm bảo anh em là anh em sẽ bỏ cuộc. Dù đó là cầu thai, dù đó là cầu nguyện, dù đó là đọc kinh thánh, hay là đi chứng đạo, hay là dâng hiến, hay bất cứ gì. Bởi vì Chúa nói gì? Ai phục vụ hãy dùng sức của Chúa mà phục vụ.
Nhiều người trong chúng ta đang nản lòng, đang trong cái tình trạng nản lòng, thối chí, ấm áp với tư tưởng bỏ cuộc, hoặc là đã lâu rồi, cái lửa nhiệt thành nó tàn tắt ở trong trong đời sống của mình rồi. Thì đó là cái tình trạng mà tôi nghĩ rằng là ban đầu thì nhờ sức cha, nhưng mà cứ bây giờ thì chuyển sang nhờ sức ta rồi. Cho nên nó giống như cái những người ở Galati, hội thánh Galati vậy đó anh chị, mà sứ đồ Phaolô đã từng cỡ trách. Cho nên nếu anh em ở trong cái tình trạng như vậy thì hãy ăn năn, hãy trở lại cùng Chúa và làm lại những cái công việc ban đầu, để Chúa không có đến mà trút bỏ cái chân đèn khỏi anh chị. Vậy điều đầu tiên mình học là gì? Ân tứ được ban cho là để phục vụ người khác. Và thứ hai là tôi và anh em cần phải sử dụng ân tứ với cái tấm lòng khiêm nhường, tức là nó không phải của mình. Mình thật ra chỉ là quản lý thôi hả? Và cái điều cuối cùng mà chúng ta sẽ học là ân tứ Chúa cho là nhằm mục đích làm vinh danh Chúa. Cái phần cuối của câu số 11 nói như này: để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Giêsu Christ, nguyện vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Đức Chúa Trời được tôn vinh có nghĩa là gì? Là Chúa được ngợi khen, được chúc tụng mỗi một khi mà tôi và anh em lấy cái lòng khiêm nhu đem những cái ân tứ, tức là những cái khả năng siêu nhiên mà Chúa cho mình đó, ra phục vụ những anh em đồng đạo. Nếu không ghi nhớ rằng là mình được cứu để phục vụ á, thì tôi và anh em rất là dễ quạo quọ, dễ là xét nét, dễ coi như bình phẩm người này người kia xứng đáng hay không xứng đáng để mình phục vụ lắm anh xem. Tôi có một cái anh học trò, đó là lúc còn ở bên Mã Lai. Anh ấy thì anh xin làm phụ bán ở trong cái nhà hàng, tức là dọn bàn cho khách. Bữa nào anh kể cho tôi: thầy còn làm hỏi công việc sao con? Nó cũng bình thường thầy, mà có điều lâu lâu gặp mấy ông khách bực. Hỏi khách sao bực? Nó, thầy không biết, có những người họ vô mà người Hoa đó, người Tàu đó, nó người Mã mà gốc Tàu đó, có khác. Nhiều khi nó tới thì nó không ăn, mà nó tới nó uống nước thôi, tức là nó kêu bình trà, nhưng mà nó không có kêu bình trà, trà nó đem theo, nó kêu bình nước sôi không hả, mà cứ kêu bình nước sôi vừa cứ một hầu cái kêu châm thêm bình nữa, châm thêm bình nữa. Cái anh học trò tôi nó: thầy thầy coi bực không, đã tới quán người ta đã không ăn gì rồi, có kêu bình trà không à, mà cũng đem trà theo nữa, mà nó đem trà tới là tới, mà nó cứ hành hạ mình, bắt con cứ thấy bình này tới bình khác mình nói. Cái tôi cười, tôi nói: ủa mà khách đó là của chủ hay của con? Anh này thì của chủ con chứ. Ủa thì cái việc của con là chủ nó thuê con là để tiếp khách với lại để phục vụ khách thôi mà con. Mọi kiểu khách chứ không lý, ông nói là tao thuê mày là chỉ mày đón khách với phục vụ cái loại khách sộp thôi nha. Cái khách nào mà nó ăn bên mà nó đón còn lại mày vô uống nước mày đuổi ha. Có vậy không, ông đâu nói gì đâu. Ông chủ trả lương con là trả làm sao? Ông thuê mày là vô tiếp khách là phục vụ khách rồi mọi loại khách ông trả luôn chứ đâu phải là chỉ trả mấy đứa mà vô nó ăn trả tiền nhiều, còn mấy thằng kêu ấm nước sâu là không. Anh chị em ơi, nếu chỉ phục vụ những người xứng đáng theo cái chuẩn của tôi và anh em là cái loại chuẩn thấp lè tè mà bị méo mó đó hen, nếu phục vụ những người mà mình xứng đáng ai cũng phục vụ được. Nếu vô hội thánh mà mình thấy người nào cũng đáng quý, đáng trọng, chinh lỗi, không cần tới mình đâu, không có cửa cho mình, người khác dành phục vụ ấy rồi. Chúa Giêsu nói trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 46 là nếu các con chỉ yêu thương những ai yêu thương mình, có gì đáng khen đâu. Những người thu thuế, tức là những người chưa biết Chúa, những ngoại họ cũng làm ý nghĩa. Tôi nói bạn này khó đúng không hả? Nhưng mà nhiều khi mình nghĩ là mình cũng ok lắm nha mục sư, nhưng mà chúng ta suy nghĩ kỹ mình mới thấy gì, mình còn phân biệt đối xử dữ lắm. Khi mình đi thăm viếng nè, khi mình còn cầu nguyện cầu thai nè, khi mình còn giúp đỡ này nọ nè, anh em ơi, nếu mà người ta cũng xài đúng cái chuẩn mà của tôi anh em xài mà đối lại với mình nè, đó là nếu người khác cũng dùng đúng cái chuẩn đó mà phục vụ thì liệu tôi và anh em có đáng được phục vụ không? Vì mình cũng còn tèm lem đấy mà. Hỏi các ông chồng, liệu các ông có đáng, nếu mà bà vợ của các ông mà cũng theo đúng cái chuẩn của các ông, liệu các ông có đáng để mấy bà phục vụ không? Hỏi các bà vợ, nếu các ông chồng mà theo cũng theo cái kiểu đó đó mà ông phục vụ, thì liệu mấy bà có đáng để ông chiều chuộng không?
Như tôi nói lúc nãy anh chị em, tôi và anh chị em chỉ đáng có một chuyện thôi, xuống hồ lửa nằm hết. Không ai trong chúng ta xứng đáng được phục vụ đâu. Nhưng mà dầu vậy tôi và anh em vẫn đang được người khác phục vụ đây, đúng không? Tôi và anh em vẫn đang được phục vụ ở trong gia đình. Tôi và anh em vẫn đang được chăm sóc ở trong gia đình, trong hội thánh của Chúa. Chúa dùng nhiều người khác nhau để chăm sóc, để phục vụ, để giúp đỡ chúng ta. Ấy dầu chẳng phải là tôi và quý vị xứng đáng đâu, mà bằng là ơn, là ân điển, là ân huệ Chúa dành cho chúng ta. Anh chị em ơi, đừng có tiếp tục nhận ân điển của Chúa cách vô ích, hay là cách uổng phí, hay là cách luống công nữa. Chúng ta đã nhận lãnh cách miễn phí rồi, thì hãy học cho đi, đừng có tính phí. Chúng ta đã nhận lãnh một cách phí rồi thì cũng hãy cho đi phí chứ. Chúng ta đã nhận lãnh nhưng không thì hãy cho không. Sáng hôm nay Chúa sai tôi đến đây để giúp lòng anh chị em, hãy trở lại, hãy điều chỉnh cái lối sống của mình, bắt đầu ngay từ trong gia đình của anh chị em. Tôi muốn dùng một cái ví dụ thôi. Khi tôi và anh em phục vụ Chúa mà qua sự ban cho đó, tức là qua cái sự mà dâng hiến thì Chúa được vinh hiển như nào? Tôi đọc ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 9 câu 12 đến câu 14, lời Chúa phán như này: vì sự trợ giúp này, đây là dân của người hội thánh Cô-rinh-tô, họ giúp đỡ cho con dân Chúa tại Jerusalem. Vì sự trợ giúp này không những đáp ứng nhu cầu của các thánh đồ mà còn khiến nhiều người cảm tạ Đức Chúa Trời nữa. Việc trợ giúp này là bằng chứng để họ tôn vinh Đức Chúa Trời vì sự vâng phục tin lành của Đấng Christ mà anh em đã bày tỏ. Và vì sự trợ giúp rộng rãi của anh em đối với họ và với mọi người, còn họ sẽ cầu nguyện cho anh em và quý mến anh em vì ân điển kỳ diệu Đức Chúa Trời đã ban cho anh em. Khi tôi và anh em dùng cái ân tứ Chúa cho mình để phục vụ người khác, Chúa được ngợi khen. Hẳn nhiên là mình đáp ứng nhu cầu của những người đó, nhưng mà Chúa sẽ nhận được sự ngợi khen. Nhiều người trong chúng ta gặp khó khăn, nhiều người trong chúng ta gặp khó khăn gì? Không biết cái việc này việc kia mình có nên làm hay không, vì Kinh Thánh không có đề cập đến tắc tần tật á. Có nhiều người hỏi tôi: thầy ơi, cái việc này có nên làm hay không, việc kia có nên làm không? Kinh Thánh không có đề cập chi tiết mọi cái tình huống, nhưng mà có một cái nguyên tắc chung mà tôi và anh em có thể sử dụng để mà khi mà mình làm để giúp đỡ người khác á, là Chúa có được người ta khen qua những gì mà mình sắp định làm không? Bởi vì có nhiều cái chuyện ở trong Kinh Thánh không có nói một cách cụ thể. Có nhiều người vậy: thầy, cái này hỏi thiệt, hỏi riêng thôi. Em thì em không có, nhưng mà em hỏi riêng thôi. Hỏi là vô gì? Thấy Kinh Thánh đâu có cấm uống bia vậy đâu thầy. Nghĩa là đúng rồi. Ý là anh không có hỏi nói ra như vậy. Vậy là mình uống được đó phải không thầy? Ý vậy đó. Tôi nói: ủa, nhưng thí dụ như mà bên cạnh nhà em nó có cái nhà, ta nói nó bán giá rẻ thâu rầu luôn, mà em biết là nhà đang tranh chấp á, em có mua không? Không ngu gì mua thầy. Mấy cái vụ mà vì tỳ vị con có yếu nên hãy uống chút rượu đó, đó là thuộc đất đang tranh chấp đó anh chị em. Người khôn ngoan không bao giờ dạy gì đầu tư vô cái chỗ đang tranh chấp đó. Hãy xem thử là mỗi lần mà mình bưng ly bia lên, mà tôi nói với các học trò, con bưng ly bia lên mà con dám mừng là hallelujah, cảm ơn Chúa thì cho con ly bia này nhân danh chơi sự riết, amen, cứ uống rồi hãy làm điều uống đi. Mà con làm vậy rồi cái mặt mày uống vô đảo bằng, mà Chúa có được khen người ta con uống xong vô rồi đó, vô ôi Chúa rất là tuyệt vời, có ai khen vậy không? Là có phải nói vậy thôi. Có những cái việc mà Kinh Thánh không có chỉ chúng ta một cách chi tiết, nhưng mà anh em ơi, tôi và anh em cần phải hiểu nguyên tắc là Chúa có được người ta khen qua những gì mình chuẩn bị làm. Nếu mà mình thấy gì không chắc thôi. Vấn đề nó không nằm ở cái chỗ là tôi và anh em có cái quyền để làm chuyện đó hay không. Vấn đề là tôi và anh em không phải nằm ở chỗ là tôi và anh em có quyền để không làm chuyện đó hay không, mà là Chúa có lợi trong cái chuyện mà mình chuẩn bị làm đó hay không. Chúa có được người ta khen, có được người ta chúc tụng, hay là có được người ta chạy đến gần qua cái việc mình làm đó hay không? Nếu không thì sao? Hiểu rồi hen. Nếu mà mình chuẩn bị làm á, mình thấy vậy thôi thì dừng lại. Anh em ơi,
cái việc sử dụng những cái ân tứ thuộc linh đó, tức là những cái khả năng siêu nhiên mà Chúa cho, nó không chỉ đơn thuần là đem cái đó ra phục vụ anh chị em đồng đạo, tức là nói hay làm, mà nó còn phải lưu ý đến cái động cơ phục vụ nữa. Đó là Chúa có được lợi không? Chúa có được người ta khen không? Chúa có thu, tức là cái việc làm của mình có thu hút người ta đến với Chúa không? Cho nên phục vụ Chúa, phục vụ hội chúng ấy, không phải là để thu hút cái sự chú ý về mình anh chị em, mà là hướng sự chú ý của chúng ta, hướng sự chú ý của người ta về về với Đức Chúa Trời. Không phải để cho mình được nổi tiếng à, mà là để cho Chúa được nổi tiếng. Ngày hôm nay nhiều người hãy cầu nguyện mục sư có thể cầu nguyện chuyển giao cho em cái sự sức giàu mà chữa bệnh được không mục sư? Mà phải là chữa bệnh cái loại mà gọi là gì, năng y mà được. Ít nhất cứ xin những ân tứ khác, phải xin những ân tứ mà độc lạ đó, cái tứ mà nổi tiếng đó, ấy là tự hiểu rồi đấy. Không, Chúa ban cho tôi và anh em tất cả những điều đó để làm gì? Để Chúa được người ta biết, cho ai để mình được người ta biết. Có ai đó trong anh em có thể theo đuổi cầu xin hoài mà sao không thấy? Chúa nói là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Mà con gõ cái tay con xin luôn á, mà không thấy gì là sao? Nhiều khi Chúa biết là chúng ta sẽ dùng cái điều đó như đó. Có một lần nọ có một cái cặp vợ chồng hỏi tôi, một sư biết không, vợ chồng em á hầu về Chúa rất là trong hội thánh là rất là sốt sắng. Còn cũng có một cặp vợ chồng khác họ cũng hầu về Chúa nhưng bình thường thôi, tức là những nhân sự. Mà sau cái cặp vợ chồng nó giàu quá xa, còn bọn em mà cứ cũng chỉ đủ ăn thôi. Hỏi cầu cũng khó chứ đâu phải dễ nha. Cái Chúa cho tôi có một cái ý tưởng cảm tạ Chúa. Em mà nếu Chúa giao cái khấu tài sản của cặp vợ chồng đó cho tụi em sẽ gần Chúa hơn hay xa Chúa hơn? Nếu Chúa giao cái khấu tài sản của cặp vợ chồng đó cho tụi em sẽ làm lợi cho Chúa hơn hay làm hại cho Chúa hơn? Không khó khăn gì đâu với Chúa trong việc giao cái khấu tài sản mà Ngài đã định sẵn cho chúng ta từ trước buổi sáng thế cho anh chị em đâu. Nhưng vấn đề là cái khả năng quản lý anh chị em. Anh em thấy bao nhiêu gia đình tan nát vì cái tiền đền bù không? Có những gia đình mà khi có tiền đền bù tỷ là nó phát triển làm ăn nên làm ra tạo công ăn việc làm cho cộng đồng cho xã hội, nhưng mà có những gia đình mà tiền tỷ vô giàu là sao? Là tiêu luôn. Quản lý anh chị. Xin Chúa cho tôi và anh em nhận ra được cái điều này. Chúa chọn tôi và anh em là để phục vụ người khác, nhưng mà để cho Chúa được người ta biết đến. Phục vụ người khác nhưng không phải để thu hút cái sự chú ý về mình, mà là về Chúa. Ủa vậy mình sẽ nói vậy là quá là mình làm Chúa hưởng em. Nghe cũng giống gì đâu, chứ gì nữa đấy. Khó đúng không? Ít người mà muốn làm cái nhân vật số 2 vậy lắm á. Anh em biết ông Satan hay là Cherubim được che phủ kia đó, cũng viên vào chính cái tội đó. Mình phải là number one cơ. Tất cả những gì mà Chúa cung cấp cho mình đúng không? Tất nhiên những gì mình có là Chúa cung cấp đúng không anh chị em? Nhưng mà là không muốn kể công cho Chúa, không muốn nhiều vinh quang cho Chúa, không muốn cho người ta được, không muốn cho người ta khen Chúa. Mình làm Chúa hưởng. Khó đúng không? Mà khó Chúa mới chọn tôi và anh em, chứ dễ Chúa chọn đứa khác rồi. Anh chị em ơi, Đức Chúa Trời chọn tôi và anh em là để làm vinh hiển danh Ngài, để tôn vinh Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ. Bằng cách nào? Ấy là bằng cách lấy cái lòng khiêm nhu mà chân thành sử dụng những cái ân tứ Chúa giao cho chúng ta để phục vụ những anh chị em đồng đạo, để gây dựng hội thánh của Ngài. Anh chị em có biết cầu nguyện không? Ơn á. Hãy cầu nguyện cho những người lãnh đạo của anh chị em. Hãy cầu nguyện cho những anh chị em đang có nhu cầu trong gia đình, trong hội thánh của anh chị em. Bao nhiêu người trong anh chị em biết rằng Chúa ban ơn cho anh chị em đặt tay chữa bệnh cho người khác nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ. Hãy đem nó ra mà phục vụ đi. Cái đó là ân tứ phổ thông. Cái đó là ân tứ phổ thông. Những kẻ tin sẽ được dấu lạ này. Đó là ân tứ phổ thông. Ai trong anh em cũng được hết đó. Cái lý do mà mình thấy sao mà thấy có người này, cái những người kia là họ đem ra họ sử dụng, còn anh em không sử dụng. Đừng nó tự tôn thánh một ai đó rồi dựng tượng người ta lên, rồi nghĩ là ông này ông kia. Anh em sử dụng
chưa sẽ làm ơn. Tất nhiên mẫu ban đầu anh em mới tập tành sử dụng mấy cái điện thoại thông minh lắm, nhảy mới ban đầu mình lộng cộng cái mình nói gì dạ chơi nhiều khi em bấm em không có quả giáo luôn á, mới mà, nhưng mà sao nó rành nó, sao nó không cần nhìn nữa nè, cũng một thể đó anh chị em. Chúa ban cái ơn đó cho anh chị em, hãy đem ra sử dụng. Bao nhiêu người trong anh chị em biết rằng Chúa chọn anh chị em làm nhân chứng cho Chúa Giêsu phục sinh? Bao nhiêu người trong anh chị em biết rằng là Chúa đã chọn anh em để làm đại sứ của Đấng Christ? Mấy con chăm cho gì nữa, Chúa sắp trở lại rồi còn gì hết cơ hội đó. Anh chị em có ông giảng dạy đúng không? Anh chị em có ông chăm sóc, có ông khuyên bảo đúng không? Hãy đem ra mà sử dụng đi. Những ân tứ đó không phải đồ cổ đâu mà để đó chân. Chúa ban cho anh chị em tấm lòng rộng rãi đúng không? Hãy cầu xin cái sự hướng dẫn của Chúa rồi gieo đi, gieo mạnh tay vào. Cũng có thể mới ban đầu có thể anh em nhầm địa chỉ. Tức là gieo nhầm chỗ, đừng có lo. Nếu cái sự bình an đó, tức là cái hạt giống lành của anh chị em, mà cái người đó không xứng đáng nhận thì sao nó sẽ trở về với anh chị em. Còn nếu đúng thì sao? Ít nhất là 30. Nói không? Trung trung 60. Trúng mùa 100 lần hơn. Chúa sai tôi đến đây là để nhắc nhở anh chị em là sự cuối cùng của muôn vật đã gần rồi. Tức là cái giờ mà Chúa trở lại, cái giờ mà tôi và anh em phải khai trình trước Chúa về những gì mà mình nhận được lãnh từ với Chúa là gần lắm rồi. Hãy tỉnh thức, hãy anh chị em. Đừng để cho những cái ích kỷ, những cái toan tính cá nhân hay là những cái mưu cầu vật chất của đời thường khiến cho anh em không còn chỗ để sống cho Đức Chúa Trời nữa. Chúa cứu tôi và anh em không phải là để cho chúng ta sống cho chính mình, mà là để sống cho Chúa. Đừng có để cho những cái tổn thương, những cái hiểu lầm, những gì chúng ta thấy là người này người kia trong hội thánh á, dù là hội thánh này hay là hội thánh chung, nó làm nghẹt ngòi cái nó làm lụi tàn, nó làm biết ơn của tôi và anh em đối với Chúa. Hãy dừng lại các thầy tớ Chúa, hãy dừng lại với anh chứ. Hãy điều chỉnh cái công việc, hãy điều chỉnh cái thời giờ của gia đình mình, của mình và của gia đình mình để gì? Để mình có thể sống đúng với mục đích mà Đức Chúa Trời đã chọn tôi và anh em sống. Sống cho ra sống. Sống cho thật sống. Mà sống thật là gì? Là cho đi. Cho đi chính là sống thật. Xin mời chúng ta đồng đứng lên trong thời gian này. Mỗi một người trong chúng ta hãy để cho lòng mình nói với Chúa. Chúa chọn chúng ta là để trở thành nguồn phước cho muôn dân trên đất. Và những gì tôi và anh em có cần để mà ban cho thì Chúa cũng đã đặt sẵn ở trong chúng ta rồi. Có thể đó là lời nói, có thể đó là việc làm. Nan đề đối với tôi và anh em là vấn đề tấm lòng. Lòng mình không còn sẵn sàng sống cho Chúa nữa. Có thể ai đó trong anh chị em đã có những cái tháng ngày cháy hết mình cho Đức Chúa Trời. Có thể ai đó trong anh chị em có những tháng ngày mà anh em không tiếc bất cứ một điều gì đối với Chúa cả. Nhưng giờ đây cái tinh thần đó không còn nữa. Có thể anh chị em bị thương tổn. Có thể anh chị em bị người ta đối xử cách vô. Nhưng anh em ở đó tất cả đó là sự lừa dối. Bởi vì tôi và anh em được kêu gọi là để phụng sự Chúa, để sống cho Chúa, chứ không phải để sống cho những người mà vô ơn đối với mình, hay là những người làm tổn thương mình. Có thể ai đó trong anh em suy nghĩ về những cái gánh nặng gia đình, cơm áo gạo tiền. Anh chị em ơi, Chúa nhìn thấy những nhu cầu của chúng ta. Hãy để cho Chúa gánh cái gánh đó của chúng ta. Đó không phải cái gánh của tôi và anh em. Cái gánh của tôi và anh em là gánh cái gánh nhẹ nhàng của Chúa kìa. Nhiều khi tôi và anh em cứ cố gánh lấy cái gánh nặng nề mà Chúa không có, không phải đó là cái gánh của mình. Hãy trở lại với Chúa. Hãy trở lại với Ngài anh chị em. Hãy dùng những cái ân tứ Chúa cho để phục vụ anh em mình, để giúp đỡ anh em mình. Trước hết là những anh em đồng đạo trong hội thánh địa phương này. Ngày Chúa trở lại rất gần anh chị em. Tất cả những gì mà chúng ta lao lực khổ tâm khổ tứ vào, nhiều khi Chúa trở lại, chúng ta sẽ trả lời với Chúa thế nào? Liệu khi tôi và anh em đối diện với Jesus Christ, vua muôn vua, tôi và anh em sẽ nghe Chúa phán là hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín, hay là chúng ta sẽ nghe Chúa phán là hỡi đầy tớ biến nhát và gian ác kìa? Hãy mở lòng ra. Nếu lòng ai đó đã nguội lạnh với Ngài,
Hãy nói với Chúa rất thật, con xin lỗi Ngài. Con xin lỗi Ngài vì có quá lâu thời giờ con chỉ sống cho riêng mình, con chỉ suy nghĩ cho mình. Đã quá lâu rồi con chỉ nghĩ là con dâng cho Chúa chừng đó là đủ rồi. Sáng hôm nay Chúa thách thức anh em, hãy dùng những ân tứ mà con đã nhận lãnh được để phục vụ anh em con, tức là để làm vinh hiển danh ta. Hallelujah. Hallelujah. Hãy thưa với Chúa rất thật. Hãy tái kết ước với Chúa nếu cần phải tái kết ước. Hãy ăn năn nếu cần phải ăn năn. Hỡi anh chị em, Chúa chờ đợi chúng ta. Chúa vẫn còn dành cho tôi và anh em cơ hội để phụng sự Ngài. Có thể anh em không được kêu gọi để trở thành một mục sư trọn thời giờ, nhưng anh em vẫn có thể trở thành là những thầy tế lễ ở trong tay của Đức Chúa Trời để đem ơn phước đến cho nhiều người khác. Anh em có thể thăm viếng, chăm sóc, gây dựng. Anh em có thể cầu nguyện, chữa lành, giải cứu cho người khác. Anh em có thể đem phúc âm của Chúa Giêsu Christ cho nhiều người để biết về Ngài. Hallelujah. Tôi muốn những anh chị em nào có mặt sáng hôm nay tại đây, và khi lời Chúa đến và anh em được dứt dây và quyết định tái kết ước và trở lại để phụng sự Chúa, anh em có thể mạnh dạn tiến lên bên trên này. Tôi và các đầy tớ của Chúa cảy ơn Chúa, cầu nguyện cho anh em. Chúa làm mới lại sự kêu gọi của Ngài trên anh em, để anh em phần đầu còn lại của mình cháy cho Đức Chúa Trời một cách đúng nghĩa, sống cho Đức Chúa Trời vì cái vinh quang Ngài. Tôi dành thời giờ để cho những anh em nào thật sự được lời Chúa đụng chạm và muốn quay trở lại để phụng sự Chúa, xin cái mạnh dạn tiến lên. Chúng tôi sẽ cậy ơn của Chúa và cầu nguyện. Hallelujah. Oh hallelujah. Yes, yes Lord God. Oh hallelujah. E sarava cantara cantara. Hallelujah. Yes. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài. Tắt cũng được. Chút xíu rồi tắt. Chút xíu rồi tắt. Bắt đầu chuẩn bị tắt này. Hallelujah. 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 Yes, yes, Lord God. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Yeah. Oh hallelujah. Chưa cần sức dầu trên người chị em này, như là ấn chứng cho sự tiếp nhận của Chúa, tấm lòng của chị em con. Xin Chúa làm mới lại sự kêu gọi của Ngài trên chị em con, và làm cho sự sức dầu của Ngài kích hoạt trở lại, làm cho ơn mà Chúa đã từng ban cho người chị em con, là ơn mà người chị em con đã từng sử dụng để dứt dấy nhiều cuộc đời, thay đổi nhiều cuộc đời, bắt đầu hành động trở lại. Đừng nghĩ những sự đã qua, hãy nhắm về những ngày phía trước và làm cho xong công việc mà Đức Chúa Trời kêu gọi con. Hãy nhận Chúa chưa hề lìa con, chưa hề bỏ con. Ngài là đấng giúp đỡ con, bởi vậy người đời không làm gì con được. Hãy nhận lãnh trong danh Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. 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 Oh hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah. Oh, con sức giàu cho người chị em con. Oh, như là ấn chứng. Như là ấn chứng cho sự tái xác nhận của Ngài.